nhìn vừa mông đấy nhở. Em đừng có lấy dao đưa lại kinh vãi trưởng. Hello, xin chào mọi người, lại là Bạch My đây. My đố mọi người biết mối tình thời nào là mối tình đẹp nhất. Theo My nghĩ thì đấy chính là mối tình thời học sinh. Nói chung là mối tình thời học sinh nó rất là ngây thơ, trong sáng, và cái gì thuộc về thời học sinh nó cũng đẹp nhất đúng không mọi người? Tất cả kỷ niệm về thời học sinh nó đều đẹp đúng không? My vẫn nhớ là hồi xưa ấy, khi mà còn học cấp 2, cấp 3 ấy mọi người, khi mà thích một ai đấy hoặc là crush một bạn nào đấy chẳng hạn, thì chỉ đơn giản là nhắn tin hay nói chuyện với người ta thôi là đủ gọi là sung sướng thao thức rồi. Không nói gì đến việc mà được nắm tay rồi được hôn má rồi hôn môi, cái thứ nó là chuyện không tưởng mọi người. Mà đến lúc mà kể cả hai người thích nhau rồi á thì cũng phải có khi vài tuần sau đến khi cả tháng mới dám nắm tay nhau ấy. Thật mà, My nói thật, không hề điêu một tí nào luôn. Mà đến lúc mà cái lần đầu tiên mà nắm tay nhau cứ phải gọi là ui dồi, con tim nó đập pình pịch, nó sung sướng, nó thao thức cả đêm mọi người ạ. Thật luôn. Chứ bây giờ My thấy các bạn trẻ toàn kiểu đốt cháy giai đoạn thôi mọi người ạ. Toàn kiểu bỏ qua giai đoạn nắm tay, thậm chí thơm má bỏ qua luôn, toàn hôn môi luôn. Đấy nên là nhiều khi bây giờ có khi các bạn nắm tay nhau cũng không còn cảm xúc như chúng mình hồi xưa nữa. Thế nên là hôm nay tranh thủ gọi là ôn lại kỷ niệm một chút, thì My sẽ làm một cái thử thách gọi là cả ngày nắm tay. Để xem là dụ như là cả ngày mình nắm tay người khác ấy, người bạn của mình, người bạn gọi là cùng nhà của mình ấy, xem là cảm xúc nó còn như xưa không. Và mình cũng muốn thử xem là khi cả một ngày mình cứ nắm tay nhau như thế thì hoạt động nó có dễ dàng không, làm mọi việc nó có ok like không, đúng không anh? Ok nhá, hôm nay chúng mình sẽ làm thử thách một ngày nắm tay nhau nhá. Nắm tay nhau mãi bên nhau bạn nhé. Ok, mãi bên nhau bạn nhá. Và thử thách cả ngày nắm tay nhau bắt đầu. Rồi. Tại sao lại chết rồi? Bây giờ nắm tay nhau cái này thì hoạt động nào em? Thì thế em mới bảo là muốn biết là một ngày cả ngày mà nắm tay nhau thì hoạt động như nào. Ok bạn nhá. Cảm giác nó sẽ chán rồi chứ, nó không còn cảm xúc kia em ạ. Tại sao anh chưa nắm tay từ nãy anh tắm đây, em chưa một phút rồi mà anh đã không cảm xúc rồi? Bình thường nhá, em vừa bảo là nắm chạm nhẹ qua cái là thì đấy là từng đêm đấy là không? Lần đầu tiên nắm tay còn bây giờ không phải lần đầu đâu, nhưng bây giờ gọi là mình từ từ kỷ niệm nó ùa về. Nắm càng lâu càng mất cảm xúc mà. Không, nắm lâu thì chúng mình sẽ cảm giác là nắm tay nhau thì không muốn rời nhau nữa kiểu. Tôi không nói nhiều, nói chung là bắt đầu luôn nhá. Bây giờ phải lấy cái gì buộc lại chứ em? Bằng dính buông lại chứ không cầm này thì một lúc nữa lại ví dụ ngứa mông thì lại phải thò tay ra các anh mông thì hai đứa cùng gãi. Kể đi từ này nắm tay là mới chặt anh ạ. Nào bỏ con cái ra, bỏ như vừa con cái ra để em nhét vào đây. Đấy đúng rồi, quả này nắm chặt tay nhau đến chết thôi. Ok là bạn nhá. Chắc cú luôn. Rồi sao em? Thì bây giờ chúng mình hãy cả ngày cùng nhau hoạt động cùng nhau. Thì sao bây giờ? Em bớt gãi đầu đi em ạ. Thì bây giờ ngửa đầu phải gãi đầu. Tay kia đi. Nhưng mà tay này đang cầm điện thoại rồi. Bỏ điện thoại xuống. Mày lại bị gãi đầu à? Không, em chỉ quật quật tay cho tao đỡ mỏi thôi. Chứ này một tư thế này mỏi quá. Em phải gãi tay anh cơ. Em đã mỏi quá, em phải đổi tư thế. Đã bảo là đừng có gãi vào cái tay này. Quen rồi. Nghe là anh gã hộ em đi. Cái gì nhau mày? Mày anh móc mũi xem. Nhìn ngứa mông đấy nhở? Anh đã thấy cảm xúc chưa? Rất nhiều cảm xúc. Xúc gì? Cảm xúc ra mồ hôi tại. Nóng nhở? Mình như là cho quạt cho bạn. Nào. Thế bếp đến em rồi đấy. Anh quay lưng vào em. Gì? À đây một tay này, tay này, tay này. Được. Đây, 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 đây. Ấy, đỉnh nhá. Ah.
mọi người ạ. Nắm tay thì cũng được thôi nhưng mà nó hơi bị toát mồ hôi tay. Toát cả mồ hôi luôn ạ. Kiểu nắm lâu quá, nó chảy mồ hôi tay mọi người ạ. Hơi kiểu nhấp nhớp khó chịu. Anh em thử thì biết. Anh đã nhiều cảm xúc chưa? Nhận mùa về chưa? Kỷ niệm đến rồi nó đi mất rồi. Giờ chỉ cảm thấy là nó rất là khó chịu rồi. Khó chịu thực sự luôn đấy. Vung víu ấy nhỉ. Sao mà mọi người biết không? Chúng mình lúc nãy hơi ngu. Bình thường là mình phải buộc nắm tay kiểu xuôi xuôi đúng không? Chúng mình buộc ngược. Thế là bây giờ một đứa sẽ phải vặn tay này và một đứa xuôi và ngược lại. Anh đứng lên, đứng lên. Mọi người nhìn nhé. Ảo thuật này. Không phải ngược. Ấy. Xuôi luôn. Xuôi rồi. Vừa nãy là nó như nào? Vừa nãy là nó như này. Cái tay cứ cảnh vừa nhé. Ừ, mà chả hiểu sao chúng mình cũng để được nhỉ. Anh ơi, anh rút cho em cái dây quần đi. Đây, rút. Đấy, anh giữ cái nấc. Đấy, ấn vào để em rút. Đúng rồi, nữa, chặt nữa. Đúng rồi, sời. Kết hợp được đấy. Đây, em giữ cái dây, anh rút. Xui, cứ phải gọi là phối hợp ăn ý. Bây giờ bọn mình sẽ đi xuống hầm gửi xe mọi người. Cái xe của mình để dưới hầm để xe từ cái lúc giãn cách đến bây giờ mọi người. Phải mấy tháng rồi, xe của chúng mình không nổ máy. Cho nên bây giờ chung cư của chúng mình cho phép chúng mình được đi xuống hầm gửi xe với đi xuống lầu 1 ấy. Thì bây giờ chúng mình sẽ phải đi xuống hầm gửi xe để nổ máy xe lên cho xe nó nóng máy một xíu. Chứ không một thời gian nữa là xe chết máy luôn á. Vắng tanh luôn, không có bóng người luôn anh em. Xe mình đâu rồi? Bên kia. Lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy em thân yêu. Quên, sao quên cách lái ở đây. Nào, em phải đi ra đây. Người xe đóng bụi, không biết ai ghi lên xe mình ấy. Xe bụi thật đấy. Này là cơ hội cho những gọi là thiếu niên thích sáng tạo, thích vẽ vời. Bây giờ lên xe kiểu gì em? Thì bây giờ em vào đây nhá, xong rồi em chui sang bên kia. Thì anh ngồi bên này. Được không? Anh phải luồn sang sau em đã. Rồi đấy, bây giờ anh sẽ chui sang bên kia. Nào anh vô. Anh ạ. Kéo sang bên kia đi. Từ từ. Em nó hơi, chết rồi. Vác theo cái túi là cái gì không biết. Túi là để chìa khóa thẻ. Thôi. Cuối cùng đã vào được xe. Để cho cái chìa khóa cho mát. Ôi mấy tháng rồi mình mới được ngồi lên cái chiếc ghế này đấy mọi người ạ. Cho chút điều hòa lên này. Cho cái tay điều hòa cho nó mát em ạ. Đúng. Kiểu nó có mồ hôi đấy, nó càng mát. Tay nó dính thật sự luôn anh em ạ. Tay Bạch My nó cứ nhơm nhớp. Anh cứ làm như tay anh thì không. Người ta gọi là khi mà hai cái thân nhiệt có nhiệt độ cao nó áp sát với nhau liên tục thì nó phải chảy nước chứ. Đúng không? Check in không em? Check in ok. Check in ô tô người ta hay check in đúng không anh? Mấy bạn hot girl, mấy bạn đại gia đấy. Kiểu hay check in nhưng mà phải để logo nhỉ. Kiểu TMV các kiểu. Còn xe mình hơi cùi các bạn nhé. Thì mình phải che logo đi. Đấy, check in này có sang chảnh không các bạn? Nhưng mà chắc chắn là mình là người đầu tiên check in mà tay bó bột như thế này. Sang chảnh không? Xít. Sao em thấy nó không sang chảnh mà em thấy nó cùi bắp rồi anh? Xe mình cùi bắp đấy. Mọi người ạ, mình mặc một cái mụn này. To vãi trưởng luôn ấy. Anh biết người ta thường bảo là những người mà mọc mụn ở mép nó chứng tỏ là sao không? Là sao? Ăn tham ấy, là ăn xong mà không chùi mép đấy anh. Không chùi mép thì người ta chỉ là lở mép. Nhưng mà có mụn ở mép cũng là ăn tham, ăn vụng. Mụn ở mép là do nóng. Là do ăn tham với ăn vụng. Sau này mình sẽ làm một thử thách, mình sẽ một ngày ở trên ô tô này luôn nhé mọi người. Mình sẽ xuống ô tô này, mình ở trên này một ngày luôn. Cắm trại trên ô tô. Cắm trại sao được, còn trên ô tô còn phải cắm trại nữa má. Người ta gọi là cắm trại. Nói chung là ở trên ô tô một ngày anh em có đồng ý ý tưởng không? Nếu mà đồng ý ý tưởng này thì share cái video này cho mình nhá. Chia sẻ cho mình đi. Đấy anh em ạ, sau một hồi nổ máy xe cho xe nó nóng máy thì bây giờ chúng ta sẽ tắt máy và đi về thôi. Ngồi đây 20 phút rồi ấy. Này thề luôn ấy, kiểu ngồi ở nhà mấy tháng này không sao ấy, nhưng mà vừa đặt đít lên xe không chỉ ước gì là mình được ra đường. Ngồi ở nhà không bao giờ có cảm giác thèm ra đường đâu, nhưng mà đặt đít lên xe ấy, mình cảm giác là mình sắp sửa đưa em đi chơi xa trên con xe tay ga la 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 la. Không được đi. Em mở cửa xe cho anh. Hay đi bây giờ chúng mình đổi đi đường này. Đường này đi để còn tắt máy các kiểu chứ. Phức tạp thật đấy. Mày mới phức tạp đấy. Đi còn đeo theo túi nữa. Đây, để cho anh đi ra trước đó. Nhưng anh phải dẫm để tắt máy á. Tắt máy không cần dẫm. Lâu đi quên mẹ. Quên cách đi xe. Vòng vòng vui vẻ, rất thể đi chơi, đi ngõ nhà chơi, lại cậu lại mở cho cháu về quê, cho dê đi học, ừ, đóng sập cửa bao. Đóng sập cửa bao là phải ngồi xuống. Anh có biết trò này không? Hơi nhớ. Đây là dấu hiệu của ở nhà nhiều ấy mọi người. Anh rửa tay khỏi. Sắp khuẩn. Đúng mà, rất hết tay rồi.
Bây giờ đến giờ nấu ăn là nó mới đau đầu anh em ạ. Em hôm nay nấu món gì? Đơn giản thôi nhá. Đơn giản. Từ đi lấy rau ạ. Anh lấy vớ cho em thổi rau nào. Hôm nay sẽ ăn tôm rang thịt. Rang thịt. Lấy thớt. Rồi. Con dao chua đen đen nữa. Để con dao chua đen đấy 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 đấy. Rồi. Đây, bây giờ anh giữ cho em thái. Để đây, cầm này ạ. Để em làm tay anh sao? Từ từ anh cầm miếng này để em xem thớ ở đâu nào. Nào giữ nhá, giữ chặt nhá. Mày đừng cho ngón tay anh đi vào đây luôn nhá. Rồi. Tiếp 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 tiếp. Đây đây đây. À, chặt tay anh đâu. Rồi, bây giờ bỏ cất bớt hai miếng anh đi thái miếng này chứ. Em đừng có lấy dao đưa 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 lại kinh vãi trưởng. Đúng rồi, giữ nhá. Giữ nhá. Nguy hiểm thật đấy. Cái gì mà nguy hiểm? Anh thấy chúng mình phối hợp ăn ý á. Hơi lâu tí rồi. Anh làm gì mà anh để tay xa thế? Gì đó anh nguy hiểm thế? Từ từ, em không cắt vào tay anh mà sợ giữ, ấn xuống cái thớt. Tôi nói ăn thế con to này không được em ạ. Đều không? Nhìn Thái cũng đều hết. Thái miếng nào ra mình đấy luôn nhá. Đều tắc tắc luôn. Đấy thấy chưa? Mọi người mình thái thịt đều chưa? Đúng là mình giữ thịt đỉnh ấy thì mới có thể cắt được những miếng thịt đấy. Em mà tự giữ thì nó còn đẹp hơn. Không, đây anh giữ để em phát thẳng ấy nha. Úi giời ơi. Thằng nào giời ơi. Cho vào thì nó cũng mềm. Úi giời ơi. Đấy, đấy, tách rồi đấy. Anh sẽ dùng biện pháp khác em ạ. Anh cầm ngửa lên. Có chắc không? Chắc. Cắt bỏ cái đầu này đi. Ấy sao? Điều luyện chưa? Yeah. Em bây giờ chúng mình đã xong khâu sơ chế anh ạ. Gì vậy? Bây giờ anh muốn chơi game thì sao em? Thì chơi thôi chứ sao? Đây, mỗi đứa một tay. Bây giờ nhá, bên này là chạy đúng không? Bên này là ấn nút đúng không? Bây giờ đúng không? Thì bây giờ anh lấy anh di chuyển còn em bấm. Khỏi đó. Được đấy, thử đi. Biết đâu lại siêu hơn anh trần mình sao? Chơi đá bóng khó lắm em ạ. Thế nó gọi đồ ăn ý. Đúng không? Đâu, bên này là cái gì? Nope. Còn không biết bên này là cái gì. Thôi nhìn. Thì anh hướng dẫn em. Thôi nhìn. Em về cơ anh hẹn khó em đi. Cái gì? Này anh ơi, em giúp anh đang đưa võng này. Đấy nhá. Anh ơi nhá. Bình thường anh sẽ phải đẩy đẩy chân đúng không? Đấy, bây giờ em đang kéo anh đứng đứng. Nào, này chán lắm rồi đấy. Bây giờ anh muốn làm gì? Mèo, giờ mèo muốn làm gì? Ôi, thối quá. Quay ra bên kia. Quá là thối. Đừng có hè hè nữa. Nó anh ơi. Nó. Ai bắt em ăn? Không ăn thì lại đói. Ai bắt em đói? Anh không thấy hôm nay vận động nhiều thế à? Không đói làm sao được? Bây giờ em sẽ thử kéo anh xem là nó có văng lên được nhá. Mọi người có thể chúc anh tình cảm không? Tình cảm nguyên ngày rồi đấy. Chả lắm rồi đấy. Cái tay này ra mồ hôi thối luôn rồi. Em tưởng anh định thơm tay em. Thơm ngửi xem ra mùi gì chưa em ngửi xem. Mùi chua chua anh ạ. Mày điên rồi. Điên rồi làm liều rồi. Bây giờ mà cầm tay thì cũng cầm tay vừa vừa thôi. Cầm tay cả ngày thì mệt lắm. Anh ạ, liệu mai anh có cầm tay em nữa không? Bây giờ là gần 10 giờ rồi mọi người. Mình sẽ cố gắng nắm tay đến 12 giờ đêm nha mọi người. Em nghĩ là bây giờ để giết thời gian ấy thì chúng mình sẽ đi ngủ sớm. Thôi đặt đồng hồ đến 12 giờ đêm dậy gỡ. Anh em nhớ cho chúng mình một like nhá. Nhớ chia sẻ cho chúng mình nha. Anh sao dạo này anh nghiện được câu đấy à? Đâu, có gì. Nhớ chia sẻ cho chúng mình nha. Đấy, cái câu đấy. Anh em thấy hay thì nhớ cho chúng mình một like nữa nha. Một like. Một subscribe nữa nha. Một subscribe. Và đặc biệt là comment tiếp nhá. Không, đừng có comment nữa, mệt lắm. Mọi người comment cái gì khác đi. Comment ví dụ khen là hôm nay chị xinh lắm hay là clip này rất hay, comment thế là được rồi. Không, mọi người cứ comment ý tưởng ấy. Comment nhiều vào nhá. Comment cho mình đi.